Và lúc này, với khoảng cách 4 điểm so với Quảng Nam, quyền tự quyết vẫn trong tay Hải Phòng và đội bóng đất cảng hoàn toàn có thể sớm về đích an toàn ngay ở cuối tuần này với chuyến làm khách trên sân thiên trường của Nam Định tại lượt trận áp chót giai đoạn 2 nhóm B V-League 2020. Về lý thuyết, chỉ cần Quảng Nam không thể có điểm trước SHB Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chính thức hoàn thành mục tiêu mà không cần quan tâm tới trận đấu với Dư Nam Hà Nam Định. Song thực tế cho thấy, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn nên tự mình quyết định số phận thay vì ngóng chờ diễn biến ở các cặp đấu khác. Trở lại với trận đấu tới, Hải Phòng đang có lợi thế về thành tích đối đầu với Dư Nam Hà Nam Định với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận kể từ khi đội bóng Thành Nam lên hạng vào năm 2017. Đáng chú ý, 2 trong 3 chiến thắng đó diễn ra ngay tại thiên trường. Dựa vào thống kê trên, Hải Phòng có cơ sở để tin vào kết quả có lợi của tuần này, nhất là khi Dư Nam Hà Nam Định cũng không có lực lượng mạnh nhất do có tới 4 trụ cột nghỉ vì thẻ phạt gồm Phùng Văn Nhiên, Nguyễn Đình Mạnh, Thiago Melo và Đinh Văn Trường. Tất nhiên, Hải Phòng cũng gặp vấn đề đáng lo về lực lượng và chấn thương của Fagan ở trận đấu với Thanh Hóa. Dù chưa có thông báo cụ thể, song với diễn biến như hiện nay, không dễ để chân sút người Jamaica khi bình phục cho trận đấu với Dư Nam Hà Nam Định. Nếu như Fagan không thể thi đấu, các cổ động viên Hải Phòng cũng không cần quá lo lắng khi mà những cái tên như Nghiêm Xuân Tú, Mbande, Diego Silva đang có phong độ khá ổn định và sẵn sàng tạo ra sức ép đủ lớn về phía đối phương. Cái chấn thương của Fagan thì có lẽ phải kiểm tra thêm thì mới biết được cái mức độ nặng nhẹ. Còn nếu mà trong trường hợp xấu nhất mà Fagan không thể tham dự được trận đấu Nam Định thì tôi nghĩ ban luyện Hải Phòng sẽ đưa ra một cái phương án hợp lý để có thể có được một kết quả tốt cho câu lạc bộ Nam Định. Khoảng 4 đến 5 ngày nữa là trận đấu tới sẽ diễn ra rồi, thế nên là Tú cũng như câu lạc bộ Hải Phòng sẽ không lơ là một chút nào cả, sẽ cố gắng tập luyện để có thể có được một cái thể trạng, cái tinh thần tốt để có thể đi Nam Định và làm khách trên sân của Nam Định, một trận đấu hứa hẹn rất là khó khăn. Ở màn chạm trán tại giai đoạn 1 V-League 2020, Hải Phòng khi đó dù phải chịu sức ép dữ dội từ Dư Nam Hà Nam Định, song vẫn biết cách vượt qua khó khăn để giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân thiên trường. Một kết quả tương tự vào ngày chủ nhật tới sẽ mang đến niềm vui trọn vẹn cho ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ đội bóng đất cảng. Một trận đấu mà cả hai đội bóng đều rất quyết tâm hướng đến kết quả tốt. Và liệu Mbande và các đồng đội có thể nở nụ cười sau 90 phút? Trận đấu giữa Dư Nam Hà Nam Định và Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 10.